Xin kính chào quý vị. Rất hân hạnh được gặp lại quý vị ở một video tiếp theo. Kính thưa quý vị, hiện tại là 8:30 sáng ngày 9 tháng 12 năm 2023. Mình đang có mặt tại đầu đường Nguyễn Văn Cử quý vị. Trước mặt của chúng ta là bùng binh nước ha, ngay trung tâm thành phố Đà Lạt. Là ngày hôm nay là ngày cuối tuần. Cũng như là những tuần trước thì du khách cứ mỗi dịp cuối tuần lên Đà Lạt rất là đông luôn quý vị. Bây giờ 8 giờ rồi thì du khách họ cũng đã tỏa ra vùng ven để đi vui chơi rồi quý vị ha. Hôm nay phải nói xe đoàn, xe tour, xe cá nhân cũng như là bà con khách lẻ đi thuê xe gắn máy để lòng vòng đi chơi phải nói rất là đông luôn. Hôm nay có cái chương trình gì mà thấy cảnh sát đứng quá trời. Có lẽ là giải đua xe đạp hay sao rồi quý vị. Đúng rồi, đây là giải đua xe đạp đó quý vị. Chuẩn bị không biết chào mừng cái gì đây. Có lẽ là chào mừng cái dịp cuối năm rồi đó. Và trong này là chợ Đà Lạt đó quý vị ha. Hôm nay mình sẽ vào vòng trung tâm để cập nhật tình hình. Xe đoàn lên đông lắm quý vị. Buổi tối mà thứ bảy, chủ nhật cuối tuần phải nói là khi mà bước ra ngoài này là chìm trong biển người đấy. Những ngày cuối tuần như thế này thì những cái quán ăn sáng, đặc biệt là khu vực trung tâm này, mấy khách mới đứng cùng xếp hàng chờ đợi quý vị ha. Đây là con dốc Lê Đại Hành dẫn thẳng lên khu Bình quý vị. Những cây hoa mai đào ở ngay trung tâm này nó vẫn chưa rụng hết lá đó quý vị nè. Những cây mà chưa rụng hết lá này á là nó sẽ nở sau quý vị ha, nở muộn ha. Mình thấy có nhiều cây nó vẫn chưa rụng đó, trong lúc rất là nhiều cây nó đã rụng trơ trọi hết rồi. Mấy ngày hôm nay phải nói là nắng lên rung rã, đẹp, ấm áp quý vị. Mùa này là mùa đẹp nhất trong năm này. Bà con mình mà thuê xe máy đi lang thang Đà Lạt chơi, ra vùng ven, vào rừng, vào rũ này kia là rất là tuyệt vời luôn á. Rất là thuận lợi. Chụp hình chụp ảnh gì nó cũng đẹp hết trơn. Du khách họ đang tập trung uống cà phê ở trong này ha. Wow, bà con mình uống cà phê quá trời luôn quý vị. Những quán cà phê này phải nói là cuối tuần được mua luôn á. Đây là tiệm sửa xe. Rẽ qua bên này là bến xe Tùng Nghĩa. Đó, một lượng khách rất là lớn đi ra vùng ven chơi rồi mà bây giờ ở trung tâm phố vẫn còn du khách lang thang quý vị ha. Để mình vào xuống con phố ăn sáng này. Đó, đây là con phố ăn sáng, bánh căng, bánh ướt, lòng gà. Đặc biệt là bánh căng quý vị, bánh căng ở đây nhiều lắm luôn á. Du khách đứng xếp hàng quý vị này. Thuê xe máy, lượng xe máy ở Đà Lạt của bây giờ là nhà nhà làm xe máy đó. Khách sạn nào người ta cũng có xe máy cho thuê hết, rất là nhiều. Tuy nhiên mình thấy cứ một dịp cuối tuần là có nhiều nơi là mình nó cháy xe máy luôn, dễ sợ. Đây là cái mùa cao điểm du lịch, từ đây kéo dài đến cuối năm. Đó, du khách ăn sáng xong ra chụp hình với anh Nguyễn Văn Lâu ha. Quá đã luôn. Đây là cái góc phố cũng rất là đẹp lắm quý vị. Cái này họ mới thiết kế là nè. Góc phố này mới thiết kế là đẹp quý vị. Tòa nhà này là từ thời Pháp luôn á. Tuy nhiên bên này mình thấy bữa giờ là toàn là thấy đóng cửa lắm quý vị. Không thấy mở ra đâu, buôn bán đâu, không biết sao.
Khách đông thì đông nhưng mà cũng có nhiều cơ sở làm ăn không được lắm quý vị. Những chiếc mô tô hơi bị đẹp luôn. Dân đại gia bây giờ là chơi mô tô đấy. Thích chạy mô tô phong cách đó quý vị. Căn nhà này bán lâu rồi vẫn chưa có người mua này. Bây giờ mà để tìm được người mua khó lắm luôn. Nhà đặc biệt là nhà trung tâm đặc địa, vì giá nó cao quá, toàn vài chục tỷ không. Mà bây giờ bỏ tiền ra vài chục tỷ mua nhà khó lắm quý vị ơi. Hiếm có người mà xuống tiền lắm. Thôi chờ. Đây là con đường Phan Đình Phùng quý vị ha. Hiện nay kinh tế đang khó khăn như thế này, nhiều cơ sở mà gặp mà làm ăn không được mà ráng gồng á, gồng trong sức lực của mình có thể gồng được thì gồng quý vị ạ. Chứ còn mà nếu như mà cố quá mà gồng không nổi mà vẫn cứ cố vẫn vay mượn để mà gồng á, thì dùng đồng bẩy tài chính để mà gồng đó quý vị, thì nguy cơ tăng giá bài sản ra đường ở là có đó. Có nhiều người gồng nhưng mà họ vẫn có đủ cơ sở để gồng mà quý vị. Có tiền tích lũy bấy lâu nay thì đem ra mà gồng thôi. Chứ còn mà có những người mà cũng ráng gồng vay mượn ngân hàng hoặc là vay mượn người này người kia, tức là dùng đồng bẩy tài chính, nói tóm lại là như vậy, mà gồng thì nguy cơ lắm. Bây giờ ra đường kinh doanh trong thời buổi hiện nay cũng giống như là đi đánh trận vậy đó. Thấy chắc thắng thì đánh cho thắng, mà không chắc thắng là không đánh, rút lui để bảo toàn lực lượng vậy ha. Và rất là thực tế là rất là nhiều người đang rút lui để bảo toàn lực lượng. Quý vị thấy người ta làm ăn không được bán ế là người ta rút lui trả mặt bằng ngay. Và quý vị thấy là ở dưới Sài Gòn người ta trả mặt bằng hàng loạt và mặt bằng này cho thuê hàng loạt, điều đó chưa chắc là người ta đã phá sản đâu quý vị. Rút lui để phòng thủ mà. Người ta nói còn rừng xanh thì lo gì không có củi đốt đó. Lui về hậu phương để mà bảo toàn lực lượng là cái chuyện bình thường quý vị ha. Nhưng mà cũng có trong đó có rất là nhiều người vì bản sĩ của mình, nói dân dạ là như vậy. Và ở đây thanh lý tất cả mặt hàng nội thất để trả mặt bằng quý vị. Ồ, mặt bằng rất là lớn luôn đó. Ví dụ bán không được mà mặt bằng lớn như vậy mà ôm thì bảo đảm với quý vị á, càng ôm càng lỗ, càng ôm càng chết. Thôi thì buông nha quý vị ha, buộc phải buông thôi, thanh lý đã rút về, hoặc là có thể tìm một cái mặt bằng khác nó hợp lý hơn, giá cả phải chăng hơn để tiếp tục làm, gọi là thu nhỏ lại đó quý vị. Giống như cái video hôm qua mình đề cập này, từ to rút xuống thành nhỏ trong thời buổi khó khăn này. Nhiều lúc mà từ to không có hiệu quả nhưng mà rút lại thành nhỏ là hiệu quả đó quý vị, rồi sau này bung ra lại. Có nhiều người vì bản sĩ mà không dám rút lại thành nhỏ rồi quý vị. Ví dụ mình đang làm món chủ lớn như vậy, đó, một chuỗi cửa hàng, đi xe đẹp siêu xe, rồi ví dụ đi ăn uống sang chảnh, chỉ cần cuộc điện thoại là chỉ đào hết, chỉ bà này ông kia làm việc này việc kia. Nhưng mà nay mình khó khăn quá mà mình rút ngắn lại rồi, bắt đầu là mình sa thải nhân viên bớt đi, cơ cấu lại dàn nhân sự, và mình từ ông chủ đứng sai nhưng mà bây giờ là cũng bắt tay vào sắn tay áo lên làm đó. Nhiều lúc lấy công làm lời, đang oai phong lẫm liệt như vậy tự nhiên bước xuống làm nhỏ thì sợ người đời cười chế, sợ bạn bè nói ủa cái thằng này mới hoành tráng thế mà bây giờ nó đã nhỏ bớt rồi, nó teo tóp lại rồi, có lúc nào phá sản trời.
Đó, sợ là sợ người đời, sợ bạn bè, sợ anh em, dòng họ cơ chế như vậy đó quý vị. Cuộc sống giờ mà ai mà sợ như vậy, ai mà bị bệnh sĩ mà ráng gồng như vậy á, mà dùng bằng đồng bảy tài chính thì coi chừng là cũng ra đi sớm. Gọi là liều cơm gắp mắm quý vị ha, cơ động linh hoạt. Đó, trong chiến tranh có nhiều thuật ngữ cơ động linh hoạt, chắc thắng thì đánh cho thắng, mà không chắc thắng thì không đánh. Chiến tranh lâu dài, trường kỳ kháng chiến đó. Dùng những cái thuật ngữ đó áp dụng vào kinh doanh trong thời buổi hiện nay quý vị. Mình thì không phải là kinh doanh, mình nói thì hay lắm, nói thì dễ lắm, nhưng mà có rất là nhiều người đang áp dụng cái chiến thuật đó đó quý vị. Họ rút lui, họ trả mặt bằng, họ rút lui quý vị thấy không, bán nhà này rồi trả mặt bằng này, la liệt khắp nơi này, phá sản này, đó như vậy thôi, như vậy đó, chưa chắc họ phá sản đâu. Đây là con đường sâu viết nghệ tình quý vị. Dòng vô con đường Nguyễn Công Trứ rồi về với khu vực Lý Nam Đế quý vị ha. Về khu nhà giàu để xem bà con mình mà cần Tết như thế nào. Nhà giàu thì Tết sung túc rồi, đào quốc mai mới để đầy nhà rồi. Ở khu vực Nguyễn Công Trứ này, cuối con đường này người ta có những cái vừa dâu, bán dâu rất là nhiều, rất là nhiều vừa dâu quý vị. Đó, bà con mình có thể ghé vào những khu vực này để mà mua dâu ha. Cho nên gì, nhiều lúc chúng ta thấy một cửa hàng sắp đóng cửa, hoặc là dọn đi, hoặc là teo tóp lại, hoặc là từ to mà trở thành nhỏ lại, thì đó là cái chuyện hết sức bình thường trong thời thế hiện nay. Nhiều lúc chưa chắc họ đã phá sản mà họ cơ cấu lại để mà phù hợp trong cái thời buổi khó khăn như thế này đó, và đến một lúc nào đó họ lại bung ra. Làm ăn lâu dài là phải có chiến lược như vậy đó quý vị. Còn ai bảo thủ, ai sợ người đời chưa cười chê mà cứ thế mà gồng, lực không có mà cứ vay mượn để mà gồng, ráng gồng thì càng gồng càng chết, càng gồng càng mắc nợ, càng gồng càng phá sản mạnh, và càng gồng thì coi chừng ra đường ở sớm luôn. Dĩ nhiên mà để bỏ đi những cái đứa con tâm huyết, những cái thương hiệu, những cái mà mình đã bỏ công sức gây dựng bấy lâu nay, mồ hôi nước mắt, buồn vui có, mà nay tự nhiên cơ cấu lại và bỏ đi, cắt bớt đi, giống kiểu là cắt đi bớt cánh tay cánh chân, hoặc là bắt cắt bớt đi da thịt của mình vậy đó, thì nó cũng khá là buồn và đau, nhưng mà buộc phải làm thôi. Đây là con đường Lý Nam Đế quý vị. Lý Nam Đế là thuộc phường 8 à. Vào trong này là làng hoa Hà Đông. Làng hoa Hà Đông là cái làng hoa lâu đời bậc nhất của thành phố Đà Lạt. Nhưng mà nay đó cũng bị giảm quy mô lại rồi. Do cái diện tích đất nông nghiệp nó bị giảm đi, và thay vào đó là diện tích nhà ở tăng lên. Thì khu vực sản xuất nông nghiệp này nó đã dần dần bị mai một đi rồi. Vẫn còn nhưng mà không còn nhiều giống hồi trước. Tại vì cái làng hoa nó nằm ngay trung tâm, dần dần thì người ta cũng đang chuyển đổi cái mục đích.
và dần dần đẩy những cái khu vực sản xuất nông nghiệp ra xa khỏi trung tâm thành phố. Đó, những cái nhà từ đường, nhà thờ, rồi nhà sinh hoạt cộng đồng của bà con làng Hoa Hà Đông ngày xưa đây, thời Pháp luôn quý vị. Thời Pháp người ta khuyến khích những cái bà con này mang những cái hạt giống hoa từ ngoài làng Hoa Hà Đông á, ngoài Hà Nội, đem vào trong này để mà gieo trồng, và không ngờ thành công rực rỡ. Đó. Nhà thờ giáo xứ Hà Đông này. Khu vực này là năm xưa là ruộng vườn không biết. Sau này bây giờ là mọc lên biệt thự nghỉ dưỡng của bà con quá trời. Toàn đại gia ở đây không quý vị. Còn hơn tháng nữa, gần 2 tháng nữa tới Tết. Bà con mình là ai rảnh rồi là cũng lo dọn dẹp nhà cửa để mà chuẩn bị Tết rồi đó quý vị. Mùa này thì những anh em mà đi sơn nhà, sửa nhà mà nó làm không kịp thở. Nhu cầu sơn nhà, sửa nhà vào những dịp có cuối năm, rồi có những cái dịch vụ mà dọn nhà nữa, cho thuê nhà nguyên căn, thuê biệt thự, mình nghiện mắc lắm luôn ý. Rẽ trái lên đây đi ha. Cho xóm nhà giàu bình yên quý vị ha. Ở trung tâm thì nhộn nhịp sôi động sinh khí, còn vào những cái khu vực mà dân cư như thế này và nó vô cùng lặng lẽ, đặc biệt là khu nhà giàu. Ở trong này cũng rất là nhiều những cái homestay, khách sạn nè quý vị. Villa nghỉ dưỡng tùm lum hết. Đây là ngôi chùa. Chùa Linh Giác nè quý vị. Chùa Sư Nữ ha. Ví dụ như những căn như thế này là làm cà phê này, rồi lưu trú nghỉ dưỡng. Ở đây mà nhìn xuống dưới kia là làng Hoa và Hà Đông, nhìn xa về là Xô Viết Nghệ Tĩnh và sân vận động tỉnh Lâm Đồng. Năm xưa cái Mã Thanh nằm đó, nghĩa địa đó quý vị. Chạy theo cái con hẻm này. Chạy ra và lên thung lũng Tình Yêu quý vị ha. Hôm nay dòng mà từ trung tâm ra tới ngoại ô luôn. Giống chủ tịch tỉnh Lâm Đồng vừa mới nói, nếu như mà du lịch thành phố Đà Lạt để cho du khách mà lên mang thêm nồi niêu sống chảo, rồi cắm ra hồ Xuân Hương cắm trại, rồi nấu lẩu ăn rồi đi về chứ không sử dụng dịch vụ gì hết, thì du lịch như vậy là du lịch thất bại. Thấy Đà Lạt đông đúc nhưng mà nguồn thu đem về cho người làm dịch vụ cũng như là cho thuế má cho chính quyền thì không có ít, thì du lịch như vậy là thất bại. Nói như vậy cũng đúng quý vị. Hiện nay thì Đà Lạt đang hướng tới du lịch chất lượng cao,
xây dựng những cái sản phẩm để du khách họ đến, họ mạnh tiền chi tiêu, mạnh tay mà chi tiêu, bỏ tiền ra sử dụng dịch vụ, tức là tập trung vào chất lượng đó quý vị. Thay vì bấy lâu nay là chúng ta cứ ồ ạt chạy theo số lượng, thấy đông này rồi dịch vụ cũng đông này, nhưng mà cái chất lượng đem lại, hầu như hiệu quả đem lại vẫn chưa đạt như kỳ vọng quý vị. Nhiều lúc tinh gọn ít nhưng mà là chất quý vị còn hơn là nhiều. Làm sao để du khách họ lên họ mạnh tiền chi tiêu làm gì bà con mình làm ăn được đó, có như vậy mới bền vững mới giàu được quý vị ạ. Ra ngoài này là con đường Phù Đổng Thiên Vương, là dọc đá quý vị ha, mình rẽ trái là lên Thung Lũng Tình Yêu ha. Rồi rẽ trái như thế này để lên Thung Lũng Tình Yêu quý vị. Nhiều lúc chúng ta thống kê, nhiều lúc thấy có những con số khổng lồ như vậy, đi ngoài đường thì thấy nhiều lúc thấy đông đúc như vậy, nhưng mà chưa chắc hiệu quả nó mang lại nhiều quý vị. Cũng giống như là chúng ta vào trong một ngôi chợ như vậy đó, thấy khách đi lại rất là đông nhưng mà chả mua sắm được cái gì. Hoặc là vô siêu thị thế, thấy khách đi tới đi lui đi tới, ngó chỗ này ngó chỗ kia, rất là đông đúc. Chúng ta tưởng đó là đặt hàng nhưng mà thật sự ra, nếu như mà đứng chịu khó quan sát từ đầu đến cuối thì thấy người đi thì đông thì rất là nhiều nhưng mà người mua thì rất là ít. Đó thì hiệu quả mang lại cũng đâu có nhiều đâu. Nhiều lúc làm du lịch đó quý vị, không chỉ nhìn thấy lượng khách đông đâu, mà phải nhìn vào bà con làm dịch vụ á, ai cũng có lãi, ai cũng có lời, và ai công việc cũng ổn định, nhân viên thì lương lậu ổn định đó, chủ thì làm việc kinh doanh hiệu quả và nộp thuế đầy đủ, chứ không phải cứ mở ra ao ạt thấy chỗ nào cũng có dịch vụ mà khách thì đi đầy đường nhưng mà người thì lâu lâu lại đóng cửa, lại phá sản, lại dẹp tiệm, thì như vậy cũng không ăn thua. Dọc này thì rất là nhiều những cái tiệm mứt quý vị ha, những tiệm mứt, lò mứt đặc sản ở đây hiện nay thì cũng rơi vào cảnh khá là ế ẩm. Dường như du khách họ lên Đà Lạt họ cũng ít khi mà mua sắm, và bây giờ dường như là du khách họ cũng không ghé vào, ít khi mà ghé vào những lò mứt như thế này, họ ra chờ quý vị. Đó, những lò mứt ở đây mở ra nhan nhản, ngày xưa làm ăn được lắm. Tại vì những cái hàng đặc sản Đà Lạt thì cũng được bày bán nhiều nơi, nhiều tỉnh thành. Ừ, cái gì ở Đà Lạt có thì những tỉnh thành khác có, và cái gì ở những tỉnh thành khác có thì Đà Lạt cũng có. Đó, nó như vậy đó quý vị. Lên đây là con đường Hoa Mai Anh Đào, hướng như thế này là hướng về Thung Lũng Tình Yêu đó. Những ngày này có những khu điểm du lịch phải nói là xe đoàn độc dài luôn đó, xe đoàn du khách đây quý vị,
có những khu du lịch phải nói là làm ăn mỏi tay, khách đứng xếp hàng, nhưng mà cũng có, trong đó có rất là nhiều những khu du lịch phải nói là rất là hầm hiu luôn, thậm chí không một bóng khách, nhìn cảnh buồn rười rượi đúng không quý vị. Ở bên này không biết người ta đang xây dựng công trình gì, có lẽ là khu du lịch tình yêu, thung lũng tình yêu đang mở rộng hay sao á. Lên đây là khu du lịch thung lũng tình yêu quý vị ạ. Xe đoàn rất là nhiều, xe đoàn đứng xếp hàng quá trời trời luôn. Xe cá nhân, nghe nói vé vào trong này cũng khá là mắc. Từ ngày có cầu kính nữa. Hồi trước một vé tròn gói đi vào là cỡ 200-250 quý vị. Bây giờ vào sử dụng cầu kính thì vé đổi lên tầm khoảng 400. Nghe có thông tin là bây giờ 400 hơn. Xe đoàn quá trời luôn. Và 74 là của Quảng Trị đó quý vị nè, quê hương mình, chạy vào trong này luôn. Rất là nhiều những cái chiếc xe đoàn như thế này, đoàn Quảng Trị chở ai mà đi vào đây nhiều vậy, biết thương hiệu được sử dụng. Họ ở khách sạn 5 sao này quý vị, khách sạn La Đà Lạt à. Ồ, La Đà Lạt bây giờ khách tour ở quá trời luôn quý vị. Trời ơi, xe đoàn xếp hàng dài luôn, dễ sợ thiệt. Những cái lượng khách, những cái chiếc xe đoàn này buổi tối chở khách ra chở đêm thì thôi rồi luôn. Tối nay bà con mình, tiểu thương mình mà buôn bán ở chợ đêm mà nói hốt bạc ha. Chưa kể những cái chiếc xe đoàn đang tỏa ra những khu vực khác nữa, ví dụ như xuống Thiền viện Trúc Lâm, thác Đa Thanh La, xuống Cổng Đất, xuống Tà Nung, nhiều lắm luôn á.